Thần đồng Barcelona đi vào lịch sử La Liga. Rạng sáng ngày 14 tháng 5, giờ Hà Nội, Lamine Yamal tạo cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp khi trở thành cầu thủ dưới 17 tuổi đầu tiên ghi được 5 bàn tại La Liga. Yamal, người mới 16 tuổi, đóng góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Real Sociedad ở vòng 35 La Liga. 3 điểm giành được giúp đại diện xứ Catalonia giành lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng từ Girona Fan Club. Hiện tại, Barcelona có 76 điểm, hơn Girona Fan Club 1 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Xavi Hernández vẫn còn mục tiêu để phấn đấu ở mùa này, đó là cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Về phần Yamal, tài năng 16 tuổi thật sự là viên ngọc quý của Barcelona. Tại La Liga mùa 2023-24, tiền vệ tấn công sinh năm 2007 ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo. Trên mọi đấu trường, Yamal sở hữu 7 pha lập công cùng 9 đường chuyền dọn cổ. Đó có thể không phải thống kê quá thuyết phục với một tiền vệ tấn công. Nhưng ở đây, cần nhớ rằng Yamal chỉ mới 16 tuổi. Mùa 2023-24 cũng đánh dấu bước ngoặt với tiền vệ này khi bản thân có tới 19 lần góp mặt trong đội hình xuất phát của Barcelona. Yamal đang tiến bộ một cách vượt bậc. Trên Transfer Market, giá trị của thần đồng người Tây Ban Nha tăng vọt chóng mặt. Tháng 8 năm ngoái, tiền vệ tuổi tin này chỉ được định giá 25 triệu euro. Con số đó tăng lên 75 triệu euro tính đến thời điểm tháng 3 năm nay. Nhận xét về Yamal, cựu tiền đạo Javier Saviola cho rằng tài năng trẻ của Barcelona thật sự khác biệt những cầu thủ đồng trang lứa. Yamal rất khác biệt. Mẫu cầu thủ không xuất hiện thường xuyên trong làng bóng đá thế giới. Tôi rất ngạc nhiên về sự trưởng thành, cách nhìn nhận bóng đá của cậu ấy từ lúc mới 15 tuổi. Khi đó, chúng tôi đã thấy điều gì đó rất đặc biệt ở Yamal, Saviola, người từng khoác áo Barcelona và Real Madrid, chia sẻ với truyền thông thế giới hồi tháng 10 năm ngoái. Cũng theo Saviola, Yamal có tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu quyết tâm cũng như tiếp tục đi đúng lộ trình, cầu thủ này hoàn toàn có thể vươn lên đẳng cấp rất cao. Với Yamal, tôi thấy điều gì đó rất khác biệt, thứ mà chúng ta không quen được nhìn thấy. Cậu ấy rất có cá tính, sở hữu những pha rê dắt bóng tinh tế, đủ khả năng để gánh đội trong một tập thể toàn những cầu thủ 18 hay 19 tuổi. Tuy nhiên, ở đây thì Yamal mới chỉ 15 tuổi, Saviola nhận xét. Sau thời Lionel Messi, Barcelona vẫn sản sinh ra được những tài năng, tuy nhiên không ai được kích hoạt để bùng nổ thật sự. Vài năm trước, Ansu Fati từng làm khuynh đảo La Liga, được kế thừa áo số 10 của siêu sao người Argentina. Song, tài năng này gây thất vọng, không đáp ứng được sự kỳ vọng sau thời gian tỏa sáng. Yamal cũng là tài năng của Barcelona. Cầu thủ được gắn mác thần đồng. Thế nhưng, liệu tiền vệ tuổi tin này có tránh khỏi vết xe đổ của Fati? Chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng lúc này, những gì Yamal làm được đang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.